Bắt đầu mùa báo cáo tài chính quý 2, một doanh nghiệp bất động sản vừa báo doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến. Đặc biệt, lợi nhuận tăng khủng đến 1.060 lần. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé! Doanh nghiệp vừa được đề cập bên trên chính là công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm, Lideco. Báo cáo tài chính quý 2 của doanh nghiệp này cho thấy, công ty này đã ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 841 tỷ đồng, tăng gấp 17 lần cùng kỳ năm ngoái. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của công ty cũng đạt 503 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lãi chưa đầy 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Cùng với đà tăng doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của nhà Từ Liêm cũng tăng so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn nhiều đà tăng doanh thu. Kết quả, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi trước thuế 495 tỷ đồng trong quý 2, tăng hơn 700 lần so với mức nền thấp của quý 2/2023 chỉ đạt 706 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 396 tỷ đồng, gấp gần 1.000 lần cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, khoản doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến quý vừa qua đến từ tiền bán sản phẩm của dự án 23 hectare khu đô thị Bãi Muối, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà Từ Liêm ghi nhận hơn 878 tỷ đồng doanh thu và gần 401 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch năm 2024, doanh nghiệp đã vượt 16% mục tiêu doanh thu và vượt 57% kế hoạch lợi nhuận. Tại thời điểm cuối quý 2, Lideco có tổng tài sản gần 2.700 tỷ đồng, tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do khoản tiền gửi ngắn hạn tăng từ 300 tỷ lên 1.400 tỷ đồng. Ngược lại, nhờ bán được lượng lớn hàng trong quý, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đã giảm từ hơn 1.000 tỷ đồng về gần 700 tỷ đồng. Phần lớn giá trị hàng tồn kho giảm ở dự án Bãi Muối, Quảng Ninh. Ngoài ra, hiện dự án còn tồn kho lớn nhất của công ty địa ốc này là dự án Dịch Vọng, gần 442 tỷ đồng. Lideco, tiền thân là xí nghiệp xây dựng Từ Liêm, được thành lập từ năm 1974. Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2004 và niêm yết cổ phiếu trên HOSE từ năm 2007. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình và tư vấn bất động sản. Một trong những dự án trọng điểm hiện tại của công ty này là khu đô thị Bãi Muối tại phường Cao Thắng và Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Lideco đã nâng vốn điều lệ từ 609,8 tỷ đồng lên gần 1.220 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp do ông Lê Minh Tuấn làm người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Không chỉ Lideco, một số doanh nghiệp bất động sản lớn trong ngành bất động sản đã công bố kết quả kinh doanh trong quý 2. Các doanh nghiệp này làm ăn ra sao? Xin mời quý vị xem tiếp trong video này nhé! Ngày 29 tháng 7, công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi gộp tăng mạnh từ 290 tỷ đồng lên 539 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đất Xanh có khoản doanh thu tài chính 342 tỷ đồng nhưng năm nay chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng cũng tăng thêm hơn 100 tỷ đồng. Kết thúc quý 2, Đất Xanh ghi nhận mức trước thuế giảm từ 249 tỷ đồng xuống còn 164 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 79% từ 156 tỷ xuống còn 33 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Đất Xanh lãi ròng 64 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so với kết quả kinh doanh cùng kỳ năm ngoái. Tính đến 30 tháng 6, 2024, tổng tài sản Đất Xanh đạt gần 29.000 tỷ đồng, song lượng tồn kho lớn với giá trị gần 13.900 tỷ và phải thu ngắn hạn lên đến gần 11.300 tỷ đồng. Trong văn bản giải trình, ông Bùi Ngọc Đức, tổng giám đốc Đất Xanh cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Đất Xanh trong quý 2 giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí bán hàng tăng đến từ việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quý và không phát sinh doanh thu từ hoạt động tài chính. Trong khi đó, một doanh nghiệp khác cùng họ với tập đoàn Đất Xanh là Đất Xanh Service cũng công bố báo cáo tài chính vào ngày 29 tháng 7 với doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1.237 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023 là 991 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Khải Hoàng Lên cũng công bố báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần hơn 90 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng gấp 27 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc quý 2, Khải Hoàng Lên lãi hơn 16 tỷ đồng, giảm tới 64% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây là mức lãi cao nhất 4 quý đã qua. Lũy kế 6 tháng, Khải Hoàng Lên ghi nhận doanh thu thuần ở mức 127 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 29 tỷ đồng, sụt mạnh 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của công ty cổ phần đầu tư Văn Phú Invest ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 165 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Do doanh thu giảm mạnh, Văn Phú Invest ghi nhận lợi nhuận sau thuế cũng sụt sâu, chỉ đạt 27 tỷ đồng. Theo VN Express, trong cuộc họp báo cáo tài chính tái cấu trúc sáng ngày 30 tháng 7, ông Dương Văn Bắc,
Giám đốc tài chính Novaland cho biết công ty dự kiến có kế hoạch trả hết các khoản nợ vay và trái phiếu từ quý 1 hoặc quý 2 2026. Thời điểm đó, Novaland nhiều khả năng đã vượt qua khó khăn, công ty sẽ ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ và có đủ thặng dư để hoàn thành các nhiệm vụ tài chính. Ông Bắc cho biết, từ nay đến ít nhất quý 2 2025, công ty không tập trung vào việc bán sản phẩm mới mà dồn mọi nguồn lực cho khâu hoàn thiện pháp lý đến bàn giao và thu tiền các sản phẩm đã bán. Đa phần các dự án đã triển khai của doanh nghiệp này dự kiến có thể ký hợp đồng mua bán từ cuối năm nay đến đầu năm sau, tuy nhiên cần có thời gian để dòng tiền đổ về và được ghi nhận. Sau giai đoạn này, Novaland mới triển khai các dự án mới, tuy nhiên ít nhất phải đến nửa cuối năm sau, thị trường bất động sản mới có những diễn biến thuận lợi để hỗ trợ hoạt động bán hàng của các chủ đầu tư. Do đó, Novaland sẽ đẩy mạnh công tác bán sản phẩm mới kể từ quý 3 hoặc quý 4 2025. Lãnh đạo Novaland cho biết, tổng tiền thu các dự án đã triển khai ước tính gần 132.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này chỉ hơn 54.600 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, theo ông Bắc, khi những vấn đề pháp lý được giải quyết dứt điểm, các dự án triển khai xong, công ty sẽ có thể trả sạch nợ và có thêm thặng dư. Sau tháng đầu năm nay, doanh thu Novaland ước đạt 5.214 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 345 tỷ đồng. Trong quý đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 600 tỷ đồng. Như vậy, ước tính quý 2 2024, Novaland đạt khoảng 945 tỷ đồng lợi nhuận, tích cực hơn con số lỗ hơn 200 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội Cổ đông hồi tháng 4, năm nay, Novaland lên kế hoạch doanh thu khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 7 lần năm trước và lãi tăng gấp đôi lên gần 1.080 tỷ đồng. Nếu thành công, đây sẽ là năm lập kỷ lục về doanh thu của Novaland với hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn còn thấp so với giai đoạn 2016 đến 2022. Để đạt được mục tiêu đề ra, trong năm nay, các dự án tạo doanh thu chính như Aqua City, Nova World Phan Thiết, Nova World Hồ Tràm và các dự án nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được doanh nghiệp chú trọng về kế hoạch phát triển và các hoạt động kiến tạo điểm đến như đầu tư vào các tiện ích công viên giải trí và lưu trú nghỉ dưỡng. Từ đó thu hút được đông đảo cư dân, du khách và mang lại hiệu quả tài chính. Việc xây dựng các dự án này đã được khởi động lại trong quý 2 2023 và kỳ vọng sẽ giới thiệu quỹ sản phẩm mới ra thị trường từ quý 4 2024. Bạn nghĩ sao về kế hoạch kinh doanh cũng như các dự án của Novaland? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Để biết thêm thông tin về các dự án do Novaland phát triển, về giá bán cũng như giá cho thuê các dự án, quý vị có thể truy cập ứng dụng Cafeland Protect. Ứng dụng Cafeland Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cafeland Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.